Đó mà, hôm nay tôi biết đâu được cái C1 ha. Đó mà cho nên ở đây là R trừ cho C2. Giờ đây tôi sửa lại đây là C2 ha. R trừ cho C2 thì tôi không cần phải làm. Được chưa? R trừ C2 là tôi chỉ nhìn. Thì nếu các bạn có cẩn thận á, thì bạn cũng nhìn sơ qua đây có nó trừ có đúng hay không. Đó mà, mình nhìn thử mình trừ coi nó có đúng hay không. Còn nếu cẩn thận nữa thì click vào 2 ô coi nó có lấy đúng cột của mình hay không. Được chưa? Như vậy ở đây ha, thấy nó cho tôi lấy đúng cột này. Được chưa? Như vậy đây các bạn làm tiếp tới mai chặt R đấy, các bạn thấy nó báo value này. Được chưa? Thì để qua đây coi thử coi tại sao nó báo value. Được chưa? Thì do là các bạn copy, thì như tôi nói là copy là chỉ là copy hàng thôi, đúng chưa? Như vậy thì những cái gì mà không đổi á, chẳng hạn nó xuống một cái số tương ứng, thì bạn thấy cái chuỗi đằng sau này thì nó lấy đúng cái chuỗi đằng sau cho mình, đúng chưa? Nhưng mà cái ô ma trận phương sai thì phương sai do đây là min vert này, tức là nó chỉ copy cái hàng cho mình thôi. Còn cái ruột trong cái hàng này sao ạ? Nó tự động nó bị nhảy, đúng không? Đây bên trên của nó thì là sao đây ạ? Là chỗ bên này, đúng không? Bên dưới thì sao ạ? Thì ở đây. Đó là bên dưới thì là ở đây. Đó mà. Cho nên là khi mà nhân thì do ở đây nó có nhiều cái số 0 này. Đó mà. Khi mà 0 thì 1 mà chia cho 0 thì sao ạ? Dividend. Nó sẽ báo lỗ đây là dividend. Đúng không? Nó sẽ báo lỗ đây là dividend. Khi mà dividend mà tôi nhân tiếp một cái số thì do nó không có giá trị để nhân, cho nên nó sẽ báo lỗ đây là value. Đó mà, đây, đó là do mà tôi lấy cái ô mai chặt S là ô này. Thì ô này nó có những cái ô trống này. Đó mà, nó có những cái ô trống, thì những cái ô trống này nó hiểu đây là số 0. Đó mà, nó hiểu là số 0 mà là min vào, tức là tôi lấy 1 và tôi chia. Mà 1 chia cho 0 thì không phải là ra 0, mà là nó sẽ là một các bạn muốn giải là chúng ta sử dụng lim ạ. Đó mà, ngày xưa các bạn dùng là lim ạ, dùng giới hạn các bạn giải, đúng không? Như vậy các bạn, nó đối với Excel thì 1 và chia cho 0 nó sẽ báo lỗ là dividend và chia cho 0. Đó mà, nó báo lỗ dividend và chia cho 0. Và dividend chia cho 0 mà nhân cái này là một con số thì nó sẽ báo lỗ đây là value, là không tìm được cái giá trị. Đó mà, không có ra được cái giá trị. Cho nên là ở đây các bạn phải quét lại cái ô ma trận phương sai, nhiều phương sai. Còn nếu không thì nó sẽ bị sai. Đó mà, nếu không nó sẽ bị sai đây. Như vậy ở bên trên nếu các bạn mà không muốn mà nó nhảy á, thì những cái gì nó xuất hiện liên tục thì sao ạ? Cố định nó từ đầu. Đó mà, bạn cố định nó từ đầu và sau đó bấm cần cho click enter thì nó sẽ ra ma trận Z2 này. Đó mà, ra ma trận Z2 cái tự động ma trận Y thì tự động nó sẽ nhảy cho các bạn này. Đó mà, lúc đấy các bạn thấy là Z ở đây value thì cái Y ở đây nó báo là value gì. Đó mà, nhưng mà Z có giá trị thì tự động Y nó cũng có giá trị luôn này, các bạn không cần phải tính. Đó mà, như vậy đây cũng kiểm tra thử coi nó chia có đúng hay không. Đó mà, như vậy đây bạn thấy là nó sẽ là D38 tới D43 và chia lại cho cái ô dưới này. Đó mà, thì cái ô dưới đây thì các bạn kiểm tra thử nó là ô gì. Đó mà, đây, đây là sum của nó. Đó mà, tức là khi mà kéo xuống là mang chất là copy. Đó mà copy thì nó sẽ copy công thức và nó sẽ đủ một số lượng ô tương ứng. Đó mà, thì đây là nó sẽ kéo cho bạn đúng là thành cái sum của chỗ này. Còn nếu các bạn không muốn sợ cái tình huống mà nó kéo như vậy thì chúng ta có thể sử dụng luôn cái hàm như thế này. Đúng không ạ? Sử dụng luôn cái hàm như này tự động sẽ lấy đúng cho các bạn ở đây là ô chia cho đây 38 tới đây 43 luôn. Đó mà, đó. Rồi, tới tỷ suất sinh lợi ha. Đây là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục Y này. Đó mà, phương sai cũng của danh mục Y ha. Của danh mục Y. Đó mà, như vậy đây ha các bạn. Đây là R nhân cho Y. Đúng không? Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ở đây là lấy R nhân cho Y. Danh mục Y thì là R nhân cho Y. Danh mục Y thì sẽ là R và nhân cho Y. Được chưa? Ở đây các bạn thấy nó báo value này. Đó mà, báo value nguyên nhân là do bạn copy này, nó nhảy ra. Đúng không? Đúng là bên trên thì như bên này nó nhảy xuống dưới này. Đây, kéo kéo lại các bạn thấy không? Đây, nó nhảy xuống dưới này. Đó mà, nó nhảy xuống dưới thì ở đây cũng có một cái ô bị không này. Đó mà, không thì nó nhân nó không ra được giá trị thôi. Đó mà, đó cho nên nó có lỗ. Được chưa? Cho nên là ở đây thì bạn cũng phải sửa lại ở đây. Thay vì là B26 thì đây sẽ là B thế này. Đó mà, B14. Được chưa? Enter. Được chưa? Rồi, ở đây các bạn thấy là một bao lỗ và value nguyên nhân là do cái ma trận phương sai, phương sai nó kể xuống cái số dưới này. Được chưa? Cho nên mình cũng sửa lại cái ma trận phương sai, phương sai ở đây.
thì nó sẽ ra. Đúng không? Cho nên là những cái số nào mà mình thấy nó xuất hiện liên tục á, thì các bạn có thể là cố định nó lại từ bên trên để chúng ta sử dụng xuống bên dưới nó không có bị đổi. Được chưa? Ở đây cũng vậy nè. Ở đây là nguyên nhân của nó cũng là do cái ma trận phương sai hiệp phương sai của các bạn này. Đó mà. Thì bạn cũng kéo lại ma trận phương sai hiệp phương sai thôi. Đó mà. Enter. Như vậy ở đây thì thực ra người ta yêu cầu các bạn là thiết lập hai danh mục á. Thực ra là bạn chỉ cần thiết lập một cái danh mục hoàn hảo là được rồi. Sau đó bạn copy xuống thì nó sẽ lập lại các bước y chang cho mình luôn. Đó mà. Lập lại các bước y chang cho mình. Như vậy ở đây thì như tôi nói là một là chúng ta có thể là kết hợp của các danh mục đầu tư hiệu quả sẽ được là đường kênh hiệu quả. Như vậy thì muốn có được cái danh mục như vậy thì ít nhất bạn phải có khoảng 6-7 cái danh mục. Không lẽ bây giờ tôi cứ phải cho cái C3, C4, C5, C6, C7 tôi phải lập lại các bước như này thì sao ạ? Lâu. Đúng không? Cho nên là ở đây là người ta mới cho các bạn vẽ nhanh. Tức là tới cái câu nữa ha. Sau này. Đây. Như vậy ở đây tới cái câu D, người ta yêu cầu các bạn là vẽ đường biên hiệu quả của thị trường. Đúng không ạ? Như vậy đây tới vẽ đường biên ha. Câu D. Vẽ đường biên. Đúng không ạ? Đây là vẽ đường biên. Như vậy vẽ đường biên tức là tôi sẽ kết hợp danh mục X và danh mục Y để tạo ra một cái danh mục là danh mục Z. Đúng không? Như vậy đây các bạn ghi ha. Kết hợp danh mục X cộng cho danh mục Y để tạo ra được cái danh mục Z. Đó mà, tạo ra cái danh mục Z. Như vậy ở đây cô sẽ thống kê lại tí ha. Đây là danh mục X nè. Đây là danh mục X ha. Danh mục Y. Như vậy ở đây đã gọi là kết hợp thì cô phải có tỉ trọng. Đúng không? Như vậy đây là tỉ trọng. Như vậy tỉ trọng đầu tư vào danh mục X thì bữa trước tôi ký hiệu đây là XA thì. Đúng không? Như vậy tôi không có ký hiệu XA bởi vì ký hiệu XA thì không có cộng trừ nhân chia gì được cả. Thì tôi mới trao lại được số thì hãy tôi cho nó khoảng 10%. Đúng không? Thì tỉ trọng của Y sẽ là gì ạ? 1 trừ cho XA. Tức là tôi sẽ lấy 1 và tôi trừ cho cái số này. Đúng không? Rồi tôi sẽ có là tỉ suất sinh lợi kỳ vọng ơ của RI. Như vậy của danh mục X ở đây sẽ là ở trên này. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhém lại ha. Đây ha. Của danh mục X nó sẽ bằng cái số bên trên đây. Đó mà. Của danh mục Y thì sẽ là số này. Đúng chưa? Của phương sai của danh mục ha, phương sai thì của danh mục X tôi tìm danh mục X tôi để vào đây danh mục X. Đó mà. Rồi danh mục Y đây là danh mục Y. Đó mà. Của danh mục X, danh mục Y. Thì cái bước này là chẳng qua tôi thống kê lại để chút xíu mình tính cái danh mục Z cho nó dễ tính thôi nha. Còn các bạn có thể không cần làm. Đó mà. Thì các bạn có thể tiết kiệm thời gian, bạn không cần làm cái bước này cũng được. Được chưa? Chẳng qua đây tôi làm để chút xíu tôi tính tỉ suất sinh lợi kỳ vọng của Z rồi phương sai của Z cho nó nhanh thôi. Đó mà. Rồi còn một cái đại lượng nữa tôi cần phải tính là bữa trước là mình cần tính gì ạ? Cova. Đúng không? Như vậy đây tôi sẽ có là cova của X với Y. Đó mà. Như vậy cô ba của x với y thì bữa trước tôi cho các bạn ghi công thức đó là gì ạ? X, S, Y. Đúng không? X, S, Y. Bởi vì là phương sai của danh mục thì cô ba đây cũng là cô ba của danh mục ạ. Đúng không? Cô ba của danh mục x và y. Thì cô ba của danh mục x thì tôi sẽ là lấy là OR trừ cho tỉ trọng, tỉ suất sinh lợi kỳ vọng và đó là của x thì tôi sẽ là lấy của RI. Đúng không? Cuốn nhân hai cái với nhau, tức là về bản chất của cô ba với phương sai nó như nhau. Chẳng qua là phương sai thì là của một chứng khoán, còn cô ba là của hai chứng khoán. Đó mà. Cho nên là cô mới thay cái tỉ trọng là của hai chứng khoán là còn ba trận phương sai và phương sai thì như cũ. Đó mà. Rồi như vậy đây bằng ha. Thì một cũng có thể sử dụng xung đồ đốc. Đó mà. Đây là ít ha. Rồi màu mu nè. LT. Rồi tới S ha, ma trận S. Rồi tới phẩy cái ha, ma trận Y. Đó mà, Y. Đó mà. Rồi các bạn thắc mắc thôi, ủa như vậy thì nếu mà lấy Y ở bên ngoài để SX thì được không? Thì cũng được, không vấn đề gì. Đó mà, chẳng hạn đây tôi cũng sử dụng thằng xung đồ đất ha. Đó mà. Tụi các bạn không thích ít ở ngoài, bạn để y ngoài được nè. Đó mà sao nó màu mua ở bên trong thì
đúng không ạ? F ít nè, đây là ma trận F đúng không? Rồi tới là ma trận ít, đây ma trận ít ở đây, đúng không ạ? Đó, thấy bạn ra thấy nó cũng như nhau không? Đúng không? Tức là cô ba ở đây thì cô ba, cô ba của ít với y thì bạn có thể làm đây là ít F y hoặc là sao ạ? Y S ít là được hết, đúng không? Miễn là khi mà các bạn đổi thứ tự của các ma trận thì nhớ là để ý coi là cùng cái dòng của các bạn nhau hay không, đúng không? Cho nên là các bạn ngày xưa có học môn toán khoa học không? Có thì thường thầy sẽ nói gì ạ? Ma trận A nhân cho B thì không bằng ma trận B nhân cho A. Nguyên nhân á, là A nhân B được nhưng mà chưa chắc B nhân A được, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như ví dụ ở đây ha, chẳng hạn như ma trận A đây là ma trận 2 nhân cho 3, đúng không? B là ma trận là 3 nhân cho 4, đúng không? Như vậy ở đây các bạn thấy A nhân B đúng không ạ? Được. Còn bằng dòng tôi sẽ được ma trận AB là 2 nhân cho 4, đúng không? Nhưng mà là B nhân cho A thì sao ạ? B lúc này là 3 nhân cho 4, còn A đây đó là gì ạ? 2 nhân cho 3, không nhân với nhau được, đúng không? Cho nên nó là khi mà hai ma trận nó nhân cho nhau á thì mình sao ạ? A nhân cho B được nhưng mà chưa chắc là B nhân cho A được ha, đúng không? Cho nên ở đây khi mà mình đổi vị trí thứ tự các ma trận thì phải để ý, đúng không? Miễn là sao ạ? Cổ có bằng dòng mà được, còn các bạn muốn đổi sao thì đổi, đúng không? Muốn đổi vị trí sao cũng được. Ví dụ như chẳng hạn là lúc đấy là mình có là x f y đúng không, thì các bạn lấy là ít ở bên ngoài sau đó là ít đi, đúng không? Còn các bạn không thích, các bạn có thể nhân gì ạ? Ít ép, đúng không? Sau đó là ít, đúng không? Miễn làm sao ở đây nó là gì ạ? Một nhân cho n, đây là n nhân cho n, đúng không? Tức là các bạn được quyền thay đổi vị trí đều được hết, nhưng mà khi mà thay đổi nhớ lưu ý là cột bằng dòng thì mới nhân được, đúng không? Cho nên là thường là nếu các bạn có coi cái giáo trình thì bạn cứ làm từng cái giáo trình thì nó không phải. Quan trọng là đây các bạn có thể thay đổi vị trí của nó, tất cả các vị trí đây đều được hết. Miễn là đừng, các bạn đừng có lấy hai cái ít này nhân với nhau là được rồi, đúng không? Bởi vì là hai cái ít mà nhân với nhau thì được, nhưng mà tới lúc mà hai cái này mà nhân với cái ép thì không được, đúng không? Bởi vì là ít ở đây các bạn nhân thì nó sẽ ra dụng đây, một nhân cho n, ở đây cũng là một nhân cho n. Bạn đây nhân này nhân với nhau ra được kiểu, ví dụ các bạn đổi thành n nhân cho 1 đi, đây sẽ ra được là 1 nhân cho 1, đúng không? Mà f ở đây đó là gì ạ? N nhân n, hai này xong nhân nhau, đúng không? Cho nên là đây các bạn thấy là đổi thì ở đây là vẫn phải có cái f, nhưng mà phải gạch cái ít ở bên ngoài, tức là ít ở đây có thể là ít nhân f hoặc là f nhân ít đều được hết, không vấn đề gì, miễn làm sao là cột bằng dòng thôi, đúng không? Còn các bạn thấy là trong giáo trình của bạn đang ghi là gì ạ? Ít nhân cho ép, đúng không? Mà ít mà không được thì phải là chuyển vị của ít, không phải, đúng không? Tức là ba cái thằng này các bạn có thể thay đổi nhân thằng nào trước sau đều được hết, miễn làm sao ạ? Nó theo đúng quy tắc, đúng không? Ví dụ ở đây chẳng hạn đối với bài này, lúc nãy là mình làm là ít ép ít rồi, đúng không? Bạn nào không thích các bạn có thể chuyển là gì ạ? Ít ép ít, tức là các bạn lấy hai cái thằng này nhân nhau trước này, đúng không? Các bạn lấy hai thằng này nhân nhau trước, thằng này ở bên ngoài nhân sau đều được hết, không vấn đề gì cả, đúng không? Bây giờ các bạn muốn hai thằng này nhân nhau thì lúc này các bạn cũng sử dụng xong rồi đó ha. Ví dụ tôi tính cho danh mục bên trên này đi cho nó dễ thấy ha, danh mục y ha cho nó gọn, đúng không? Ví dụ đây ha, tôi sử dụng hàm xong rồi đó đi, đây là xong rồi đó nè, đúng không? Sau đó các bạn để vào môn trước thì các bạn muốn ít nhân cho f trước, đúng không? Như vậy ít nhân cho f ha, như vậy các bạn thấy là cái ít này đây là một n nhân cho một, mà cái f là n nhân n thì không nhân cho nhau được, như vậy tôi sẽ transpose ở đây, đúng không? Tôi sẽ transpose cái ít ở đây, m môn transpose, đúng không? Đây transpose đang ít hay ít à? À đây cái y ở đây, đúng không? Transpose cái y để cho nó ra được là một nhân cho n, đúng không? Rồi khởi điểm cái tới F, đúng không? Tới ma trận S, được chưa? Nhưng mà hai cái này nhân nhau thì nó sẽ ra được ma trận bao nhiêu ạ? À? N nhân cho 1, A1 nhân cho N,
đúng không? Bởi vì là cái ý nghĩa đây đó là một nhân trẻ n, s là n nhân n sẽ được là một nhân trẻ n. Mà chúng ta muốn là sum product thì phải sao ạ? Dòng bằng dòng, cột bằng cột, đúng không? Tức là trong trường hợp này cái y này của các bạn nó cũng phải là một nhân trẻ n. Nhưng mà cái y của các bạn trong trường hợp này đang là gì ạ? N nhân 1, rồi lại thêm cái chain bow nữa, đúng không? Cho nên phải cái chain bow của y, đúng không? Đây là chain bow của y, đúng không? Đóng vào lại ha. Sau đó bấm Ctrl Shift Enter. Trong trường hợp này là phải bấm Ctrl Shift Enter rồi nè. Đúng không? Đúng ạ, đây nè, nó ra như nhau ạ. Chẳng qua là các bạn thấy là nếu mà trong trường hợp tôi sử dụng sum product thì sao ạ? Thì trong trường hợp này tôi phải change bow cái y nó tới 2 lần, đúng không? Tôi phải change bow nó tới 2 lần thì trong công thức thì nó dài dòng thôi, đúng không? Cho nên là bạn thấy là một số bạn khi mà học các bạn cứ thắc mắc là tại sao thì em phải sắp theo cột, tại sao em phải sắp theo hàng, cái đó không quan trọng, đúng không? Cái cột cái hàng không quan trọng, các bạn thích sắp theo cột thì cột, thích sắp theo hàng là hàng. Miễn là khi mà nhân mình đảm bảo đúng cái quy tắc thôi. Đó mà nhân sum điều đó thì dòng bằng dòng, cột bằng cột. Nhân m mu thì là cột bằng dòng. Đó mà cột bằng dòng là sử dụng m mu được. Đó mà chứ còn nó không có nhất thiết là các bạn phải sắp xếp như thế nào. Bởi vì là nhiều khi trong cái bài này các bạn thấy là tôi sắp theo hàng, theo cột. Và các bạn chưa số 3 thì Nam giải các bạn là Nam sắp theo gì ạ? Theo hàng, đúng không? Thì Nam khi mà tính tỷ trọng đầu tư vào các chứng khoán thì Nam sắp theo hàng, đúng không? Thì về công thức nó vẫn chỉ là ít 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 thôi. Đúng không? Nhưng mà sắp theo hàng thì lúc đó nó là một nhân trẻ n. Đúng không? Nó là một nhân trẻ n. Nhân trẻ s thì lúc đó các bạn không cần phải chen số. Đúng không? Không cần phải chen số. Thì lúc đó là mình sẽ lấy là ít để s nhân nhau trước. Còn cái ít thì chúng ta để đằng sau. Đúng không? Nó là tùy thôi. Tức là chúng ta có thể thay đổi vị trí của nó bất kỳ. Có thể là ít, có thể là chen số của ít. Miễn là sao cho nó ra đúng được cái cột bằng hàng để chúng ta sử dụng hàng bằng luôn thôi. Được chưa? Cho nên ở đây các bạn thấy nó không cần thiết cái phần này. Một số bạn chúng ta nhiều khi các bạn học thuộc quá thì cái phần này nó cũng không cần thiết, đúng không? Không cần thiết đó. Chỉ cần các bạn nhớ một cái quy tắc là được rồi. Chứ còn cái việc là chúng ta sắp thứ tự nó như thế nào thì không quan trọng, đúng không? Nó không quan trọng, được chưa? Đó, biết là bạn nhớ là sử dụng hàm mờ môn. Đây là nhân cộng hợp dòng nhân cho cột, đó mà tức là số cột phải bằng với lại số dòng thì nó mới nhân được, đúng không? Cột thì nó phải bằng với dòng thì nó mới nhân được. Tức là cột ma trận 1 bằng với lại dòng của ma trận 2 thì nó sử dụng hàm mờ môn. Cột của ma trận 1 bằng với cột ma trận 2, dòng ma trận 1 bằng dòng ma trận 2 là sử dụng sum product, được chưa? Rồi, như vậy ở đây là cô đã tính xong được là cột ba của hai của danh mục, đúng không? Như vậy ở đây là các bạn sẽ tính tỷ suất sinh lợi của danh mục Y, của danh mục Z, đúng không? Tức là tôi sẽ có là Ơ của RZ, danh mục Z. Như vậy danh mục Z ở đây tôi có đây là tỷ trọng, đây là tỷ suất sinh lợi. Tức là tôi sẽ kết hợp hai danh mục X và danh mục Y để tạo thành cái danh mục là danh mục Z, đúng không? Tôi sẽ kết hợp danh mục X và danh mục Y để tạo thành danh mục Z. Như vậy ở đây là tôi sử dụng sum product cho nó nhanh, đúng không? Nói chung là sau khi một thời gian sử dụng sum product với lại mờ môn xong thì cái việc của tôi nhân cộng hợp từng cái tôi cảm thấy nó rất là mất thời gian và nó cũng dễ nhầm, đúng không? Nó dễ nhầm. Cho nên ở đây tôi cũng sử dụng sum product ngay, tức là tỷ trọng này phẩy cái ha, tỷ suất sinh lợi, đúng không? Thì tôi sẽ tính được tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục Z. Còn nếu không thì các bạn phải tính từng cái như thế này, nhân ha, nhân như thế này, đúng không? Cộng cái thế này, nhân cho cái này, đó ạ, được chưa? Còn phương sai thì dĩ nhiên vẫn là gì ạ? X, S, X, đúng không? S của các bạn đây là ma trận gì ạ? Phương sai về phương sai, đúng không? Như vậy ở đây cách thứ nhất, đây ha, ở đây có hai chứng khoán thì để tôi làm cái phần này xong để cho các bạn thấy được là tại sao là nhiều chứng khoán chúng ta có thể lấy là X nhân cho S nhân X là như vậy, đó ạ, từ từ ha, để bắt đầu làm trước nha. Thứ nhất là X bình phương, đúng chưa? X mũ 2 nhân cho phương sai của danh mục X, đúng không? Cộng cho Y bình phương, đây XA, 1 trừ cho XA bình phương, nhân cho phương sai của danh mục 2, đúng không? Danh mục Y, cộng cho 2 lần X1, X2, đúng không? X1, X2 và nhân cho
Tova của Israel. Các bạn sẽ tính được phương xa. Còn bình thường là các bạn hay làm thế này ha, đây là ma trận tỉ trọng ít, đúng không? Đây là ma trận tỉ trọng ít, nhưng mà đây là danh mục Z, thì thôi mình gọi là ma trận tỉ trọng Z đi, đúng không? Như vậy cô cần phải tính thêm một cái ma trận phương sai, hiệp phương sai, phương sai ha, hiệp phương sai. Như vậy ở đây cô có hai danh mục ít và y thôi, đúng không? Đây cũng là ít, đây cũng là y, đúng không? Như vậy ít với ít nó là gì ạ? Phương sai, đúng không? X với y là gì ạ? Coma, đúng chưa? Rồi tương tự đây cũng vậy, y với x thì cũng là coma, y với y cũng là phương sai, đúng không? Rồi như vậy ở đây nè, ở đây thì cái mảng này á thì dù cho hai chữ hóa hay là nhiều chữ hóa nó cũng là như nhau, được chưa? Đây ha. Tôi vẽ lại cái bảng khi bạn học bên tài chính doanh nghiệp, bạn học trường số 4, số 5 gì đó, đó là tỷ suất sinh lợi và rủi ro đó, thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp cái bảng này. Đây là y, đây là y, đúng không? Như vậy của y kết hợp hai danh mục, tức là kết hợp hai chứng khoán, giờ mình nói y và y là hai chứng khoán đi cho nó dễ hiểu, đúng không? Như vậy kết hợp hai chứng khoán x và y thì dĩ nhiên là tôi phải xác định là tỷ trọng đầu tư vào x là bao nhiêu, tỷ trọng đầu tư vào y là bao nhiêu. Còn nếu không thì tôi sẽ đầu tư 100% vào ít thì tôi sẽ nhận được là tỷ suất sinh lợi như là của ít và phương sai như là của ít, đúng không? Như vậy đầu tư vào ít thì tôi sẽ có đây là ít a đi, ở đây để hai chứng khoán a và b đi cho mọi người thấy ha, a và b ha, đây sẽ là ít a. Thì đầu tư vào a thì sẽ có rủi ro, thì rủi ro thì đo lường bởi độ lệch chuẩn, đúng không? Thì bữa trước thì tôi cũng nói với bạn là tại sao ta sử dụng là đo lường độ lệch chuẩn rồi, đúng chưa? Để nó trở về đúng cái rủi ro đúng của một cái chứng khoán. Rồi đầu tư vào B, đây sẽ là XP, rủi ro của B. Như vậy thì khi mà xem xét là thêm một chứng khoán vào trong cái danh mục của tôi, thì tôi phải xem coi là cỏ chứng khoán nó vàng là tốt hay là xấu. Như vậy tốt hay là xấu thì nó tùy thuộc vào hệ số tương quan của các chứng khoán, đúng không? Như vậy đây tôi phải xem xét tác động của các chứng khoán với nhau như thế nào. Như vậy đây cái A này nó cũng sẽ đây là XA, nó cũng có rủi ro của A. Rồi B nó cũng sẽ có đây là XB, cũng có rủi ro của B. Vậy đây là hai cái này xem xét tác động với nhau thì đây sẽ là XA bình phương. Rồi đây sẽ là phương sai của A. Và dĩ nhiên là nó cũng phải có cái rho của AA nữa, đúng không? Nó cũng phải có tác động của A với A như thế nào nữa, đúng không? Rồi A với B thì đây sẽ là XA XB. Rồi có gì ạ? Độ lệch chuẩn của A, độ lệch chuẩn của B, cũng có cái hệ số tương quan của A với B, đúng không? Rồi đây sẽ là XB XA. Rồi độ lệch chuẩn của A, độ lệch chuẩn của B ha, độ lệch chuẩn của A, rho của BA, đúng không? Rồi B với B, tức là B tác động với B, thì đây sẽ là XB bình độ lệch chuẩn của B bình phương, là cũng độ lệch hệ số tương quan của B với B. Thì hệ số tương quan của B với B thì ở đây thì tại sao nó bằng 1, nó như thế này. Thì rho của AB thì sẽ bằng là tova của A với B chia cho độ lệch chuẩn A, độ lệch chuẩn B. Cái này đúng không ạ? Đúng chưa? Như vậy thì rho của A, A thì bằng gì ạ? Thì bằng gì ạ? Rho của AB thì bằng cô ba của AB. Vậy thì trên này sẽ là gì ạ? Cô ba của A, A, độ lệch chuẩn A, độ lệch chuẩn A bằng cô ba của A, A thì bằng gì ạ? Thì sẽ là phương sai của A, đúng không? Cái này bữa trước công thức tôi có ghi cho các bạn rồi, đúng chưa? Rồi cái này hai cái này kèm nhau cũng là gì ạ? Phương sai x a độ lệch chuẩn của A bình phương, hai cái này chia nhau thì bằng một, đúng không? Hai cái này nó chia nhau nó bằng một, đúng không? Nhưng mà ở đây do cái này nó bằng một chứ không phải nó không có nha các bạn ha, do cái này nó bằng một nè, cái này bằng một, đúng không? Nhưng mà ở đây cái chỗ này tôi có thể thay bằng đây là coma của A với
Dưới đây. Đúng không? Chỗ này tôi cũng thay đây là cô pha của A với B. Như vậy đây các bạn nhìn không? Thì cái độ lệch chuẩn của phương sai của A đây là chính là cô pha của A với A. Đúng không? Đây sẽ là cô pha của A với của B với B. Của B với B. Như vậy đây các bạn nhìn ha, thì cái bảng này các bạn sẽ cộng bốn cái này lại với nhau thì sẽ ra được là rủi ro của danh mục, đúng chưa? Đây là cộng bốn cái này lại với nhau sẽ ra được là rủi ro của danh mục, nghĩa là đây các bạn sẽ được đây là x a bình phương sai của a bình cộng cho hai lần x a x b cô pha của a với b và cộng cho x b bình phương sai của b bình phương. Đây là rủi ro của danh mục, đúng không? Nhưng mà nhân như thế này thì sao ạ? Nếu mà có hai chứng khoán thì cũng còn có thể tạm chấp nhận, đúng không? Nhưng mà nếu mà sáu chứng khoán như mình và bạn tính là rủi ro là giống như này thì sao ạ? Rất là lâu và mất thời gian, đúng không? Như vậy ở đây thì ta mới tách, ta mới xem xét cái phương sai đây, người ta thấy nó sao ạ? Nó có mấy cái số các bạn? Thứ nhất là tôi có các đại lượng cô ba. Tính chất á, mình đang xét về tính chất thì có hai cái tính chất thôi, tức là có hai cái số đó tính chất của nó giống nhau, đúng không? Một là gì ạ? Tỉ trọng, đúng không? Tỉ trọng. Và hai đó là hiệp phương sai, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta mới tách cái ma trận, thứ nhất là ma trận S và ma trận hiệp phương sai, đúng không? Thì đây sẽ là cô ba của A với A, rồi đây sẽ là cô ba của A với B, rồi đây sẽ là cô ba của B với A, đây là cô ba của B với B. Đây, cái ma trận thứ nhất là ma trận hiệp phương sai, hay còn gọi là phương sai với phương sai, do cái này đó là phương sai. Đó là những vấn đề tính chất của nó thì nó vẫn là hiệp phương sai, được chưa? Vẫn là hiệp phương sai, cho nên ta tách ma trận thì ma trận nó phải có tính chất nó là giống nhau. Và một cái ma trận nữa là ma trận tỉ trọng, đúng không? Mà tỉ trọng thì chỉ có hai chứng khoán thôi, đúng không? Tỉ trọng thì chỉ có hai chứng khoán, cho nên là ở đây tôi có ma trận tỉ trọng x a x b nó như thế này. Nhưng mà các bạn nhìn lên bảng kia thì x a x b của tôi nó là gì ạ? Nó xuất hiện mấy lần? X a bình tức là x a nhân x a, đúng không? Còn đây sẽ là x a nhân cho x b, cho nên ở đây tôi phải có là hai cái x a nhân cho x b. Mà ma trận thì nó đâu có bình phương ở đây, đúng không? Ma trận không có bình phương, cho nên là ở đây những cái mà nó xuất hiện hai lần thì tôi phải nhân nó là x a x b, tức là hai cái ma trận tỉ trọng như thế này, đúng không? Tức là cái từ tỉ trọng đó tôi phải chuyển thành hai cái ma trận tỉ trọng, bởi vì đây nó có x a bình mà là cái ma trận thì nó không có bình phương, đúng không? Các bạn giờ ma trận nào không ma trận nào có bình phương cả, cho nên là bình phương đó tức là tôi sẽ chuyển thành hai cái ma trận là x a, đúng không? Như vậy tôi sẽ có hai cái ma trận x a nhân cho x a. Vậy đây các bạn sẽ nhân cho cái ma trận s ở đây, đúng không? Như vậy ở đây tôi sẽ có cái ma trận x a x b nhân cho cái ma trận s ở đây, đó là độ lệch chuẩn a bình phương, đúng không? Cô ba của a với b, đây sẽ là cô ba của b với a. Và tiếp tục ở đây các bạn đây thành cột đấy ha, cô ba của a với b này, đây là phương sai của b, đúng không? Tức đây sẽ là ma trận 1 nhân cho 2, ở đây sẽ là ma trận 2 nhân cho 2. Hai cái ma trận này tôi nhân với nhau được, đúng không? Tôi sẽ lấy hàng nhân cho cột, hàng nhân cho cột, đúng không? Và bên này tôi sẽ nhân thêm một cái ma trận, đây là x a x b, đúng không? Như vậy đây hàng nhân cho cột, tức là tôi sẽ có gì ạ? Đây là có một hàng thôi, vậy thì tôi nhân thêm cột thứ nhất là sẽ được giá trị 1, nhân cho hàng thứ hai sẽ được giá trị thứ hai, đúng không? Như vậy ở đây ha, vậy giá trị 1 tôi đây sẽ là x a phương sai của a bình, đúng không? Hàng thứ nhất nhân cho cột 1, đúng không? Cộng cho x b nhân cho cô ba của b với a. Như vậy đây tôi được cái giá trị thứ nhất. Giá trị thứ hai tôi lấy cái này nhân thêm cột bên này, đúng không? Như vậy đây sẽ là x a cô ba của b với a và nhân cho cộng cho x b phương sai của b bình phương, đúng không? Ở đây sẽ được ma trận đây là 1 nhân cho hàng, đúng không? Như vậy thì muốn nhân với cái này ma trận này thì sao ạ? Muốn nhân hai ma trận tiếp vẫn tính trên tính chất của ma trận, đúng không? Thì lúc này cái ít này tôi phải chuyển
cái ma trận chuyển vị, tức là chuyển thành ma trận đây là 2 nhân cho 1 thì mới nhân được là 1 nhân cho 2, đúng không? Như vậy ở đây sẽ là x a x b, tức là tôi sẽ có hàng và nhân cho cột, đúng không? Như vậy tôi sẽ lấy cái giá trị thứ nhất nhân cho hàng, nhân giá trị thứ hai nhân cho này, đúng không? Như vậy ở đây giá trị thứ nhất là hàng 1 nhân cho cột 1, đúng không? Như vậy đây sẽ là x a bình phương đây nhân này đây, đúng không? Rồi đây sẽ được là cộng lệch chuẩn của a bình cộng cho x a x b, tức là đây đúng, đây là x b nè, x a nè, coma của b với a, đây là được cái giá trị đầu tiên mà tôi nhân cho x a, đúng không? Rồi tới cái giá trị thứ hai thì cũng là cộng thôi, đúng không? Cũng là cộng thôi, thì giá trị thứ hai thì nhân cho cái x b, đúng không? Tức đây sẽ là x a x b coma của a với b, rồi cộng cho xb bình phương độ lệch chuẩn của b bình phương, đúng không? Nghĩa là các bạn sẽ ra được cái ma trận của các bạn, đây là bạn cộng hết hai cái này lại, đúng không? Cộng hết hai cái này lại thì chúng ta sẽ ra được đây là phương sai của danh mục, đúng không? Ra được phương sai của danh mục, tức là đây là chúng ta sẽ dựa trên cái tính chất của ma trận để nhân cho nó nhanh, đúng không? Nhân cho nó nhanh đó, nó sẽ ra được như vậy. Tức là cái số cuối cùng của bạn ở đây là tôi sẽ lấy là hàng nhân cho cột, đó mà hàng nhân cho cột. Dụ ở đây ha, năm thử chưa? Ví dụ ở đây ha, ở đây tôi có đây là ma trận S, đúng không? Như vậy đây là cái tỉ trọng ít thì, như vậy đây là từ cái bước đầu tiên ha, đầu tiên là cái ít nhân cho cái S trước. Vậy đây cái ít nhân cho cái s nào, thế đây là hai chứng khoán, thì nhiều chứng khoán các bạn cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà chẳng quan nhân thì nó mệt, đúng không? Như vậy đây cái ít nhân cho cái s thì tôi sẽ được ma trận đây là 1 2 nhân cho 2 2 thì sẽ được là 1 2. Như vậy cái ô thứ nhất đây ha, thì sẽ lấy tỉ trọng nhân cho cái hàng thứ nhất, đó là nhân cho cái cột thứ nhất đây, cộng là này nhân cho cái số bên dưới, đó bạn là được cái ô thứ nhất. Cái ô thứ hai bạn sẽ lấy cái hàng nhân cho cột thứ hai, đó bạn nhân cho cột thứ hai cái này, đó bạn cộng cho cái này nhân cho cái dưới này, đó bạn. Rồi tới lúc mà Excel lên thì nó dễ rồi, các bạn có thể lấy hai mạnh nhân nhau cộng lại là sử dụng sum product, đúng không? Còn nếu không theo đúng tính chất thì các bạn sẽ phải lấy cái này nhân cho